Xin giới thiệu các bạn nha, kèo ghi đội. Bên đây quy võ ghi cho Duyên cho Đốc đội, ở bên kia thép ghi cho Bảo Dòng Ghiền đội, nhưng mà bên Duyên chấp Bảo 2 điểm. Điểm cho Duyên bên đây là 1-2. Điểm trước 2 điểm. Điểm 2 điều. Điểm cho Bảo 3-2. Điểm cho Bảo 4-2. Không có lưới, điểm cho Duyên 3-4. Bảo đội bóng leo lưới qua sang bên kia. Điểm cho Bảo 5-3. Điểm cho Bảo 6-3, hai bên đổi sân. Điểm cho Bảo 7-3. Tôi vẫn thiếu.
tiệm cho Duyên 47. Bây giờ không có sao đâu, nước này nước phù sa mà. Hay quá. Không có gì đâu. Vô. Vô quá rồi. Vô đâu. Vô. Lên. Pha đội bóng chém cái đầu sát bí lưới của Bảo. Quá hiểm hóc. Điểm 84. Bốn không vào lưới, điểm cho Duyên 58. Một khối lộn xộn của Bình thép và Bảo, điểm cho Duyên 68. Điểm nhiều 68. Hay quá. Pha đá bóng ở vị trí cuối sân hiểm hóc của Duyên, điểm cho Duyên 78. Bóng trong sân, điểm cho Duyên 8 điều. Bóng không vào lưới, điểm cho Duyên 98. Điểm cho Bảo 9 điều. 9 điều đó. Thank you.
coi ngoài này không có dấu được coi. Điểm cho Bảo 19 điểm cuối. Bóng ngoài. Kết thúc xếp đấu thứ ba này, tiếp tục là Thép và Bảo thắng. Đổ không nổi lên Duyên ơi.